Thiền Lòng Bát Bộ Hậu Truyện, hồi thứ 12. Cứ thế bỏ chạy ước chừng lại là hơn một dặm đường, giật chân lại nhìn thấy một cây cầu treo bằng dây cáp một mực thông đến bờ bên kia của sông Lan Thương. Mượn ánh sáng yếu ớt cẩn thận nhìn trên đầu cầu, trên tảng đá khắc lấy Thiện Nhân Độ ba chữ to. Có vẻ những chữ này đã tồn tại từ rất xa xưa. Hắn thầm nghĩ, Thiện Nhân Độ tại sao lại chạy tới nơi này, lượn quanh một cái vòng tròn lại trở về chỗ cũ rồi sao? Hắn nhớ kỹ Linh Phi Nương Nương đã từng nói qua, gần Thiện Nhân Độ đi thêm tầm khoảng một dặm đường thì chính là Vạn Cửu Cốc, chính là nơi ở năm xưa của Linh Phi Nương Nương. Hắn vừa nghĩ dưới chân liền đã chậm lại một chút, chỉ nghe được đằng sau vang lên một tiếng quái khiếu. Ha ha, sư đệ, đừng chạy, là ta đây. Một tiếng này như sấm oanh đỉnh, dọa cho giật trần, thần hồn nát thần tính. Lại chỉ thấy trên đầu cầu đại đa số tấm ván gỗ đã không có hoặc là đã bị mục nát, chỉ sợ là cũng không chịu nổi sức nặng. Thế nhưng là đã không kịp suy nghĩ nữa, hơi quay đầu thấy lão quái vật kia đã đến sát sau lưng, diện mục vô cùng dữ tợn. Giật trần rốt cuộc không lo được, mãnh liệt sóng cả phía dưới, treo ở phía bên phải dây sắt, cẩn thận hướng về phía trước, bước ra vài chục bước, trong miệng vẫn yên lặng lẩm bẩm: xin chủ công hiển linh giúp đỡ một chút, không biết ta có thể tránh thoát được kiếp nạn này hay không. Coi như thật tránh không khỏi, cũng không thể để bị hắn bắt lấy. Còn không bằng cứ thế rơi vào dòng sông Lan Thương để làm mồi cho cá, còn có thể cứu sống mấy đầu tiểu sinh mệnh. Trong đầu suy nghĩ hiện lên dáng vẻ Nam Hải Ngạc Thần xé xác người. Đang suy nghĩ thì Nam Hải Ác Thần đã thiếp thần mà đứng. Đoạn giật trần hét to một tiếng, chân không chạm đất, hai tay buông lỏng, thân thể bỗng nhiên rơi xuống, từ khe hở giữa dây sắt mà tuột xuống sông. Giật trần cứ thế nhắm chặt hai con mắt lại. Nam Hải Ngạc Thần vội vàng duỗi ra móng vuốt tóm lấy, xoẹt một tiếng, thế nhưng là chỉ kéo xuống được một mảnh áo. Một đạo bạch quang ập xuống dòng sông, tức khắc liền đã biến mất hình dáng, không còn thấy đâu nữa. Cho dù lúc này Nam Hải Ngạc Thần có nhảy đi xuống cũng là tìm không được hắn nữa. Nam Hải Ngạc Thần dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu ngắm nghía xuống dòng sông. Mẹ nhà hắn, tiểu tử người tại sao phải chạy nhanh đến như vậy? Hừ, để đến bây giờ rơi xuống sông, đến cả hài cốt cũng không còn. Hắn cứ thế đứng tại chỗ hơi ngẩn ra một lát rồi xoay người rời đi. Hắn nói thầm trong lòng: điều này, ta trở về thì làm sao gặp tiểu tử Đoàn Dự kia được đây? Làm cách nào để bàn giao được với hắn? Nhưng rồi Ngạc Thần lại nghĩ: cái gì, bàn giao ư? Muốn ta đường đường thiên hạ đệ nhất đại ác nhân phải bàn giao cái gì đây? Cùng lắm thì cũng không tiếp tục đi gặp hắn nữa. Đúng, hắn ở Đại Lý chính là vua, ta lại đi về hướng Bắc, trở lại Trung Nguyên, chiếu cố cái gì đồ bỏ đồ con rùa Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung. Không đúng, không đúng, Bắc Kiều Phong đã chết, còn Nam Mộ Dung thì sao? Ha ha, dù sao cũng chính là đi Trung Nguyên, lại lập lại uy danh thiên hạ đệ nhất đại ác nhân của ta. Suy nghĩ xong, hắn liền một đường hướng về phương Bắc mà đi. Mà Đoàn Giật Trần rơi vào trong nước lại liều mạng ôm lấy bao phục của tiểu vũ cô nương, nhất quyết không rời. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm: dẫu mình có phải chết thì cũng phải cùng cái bao phục này bồi táng cùng một chỗ. Hắn muốn dãy giụa đều không thể nào dùng sức, chỉ là uống mấy ngụm nước liền đã bị sóng lớn đánh cho hồn mê bất tỉnh. Hắn chằn chọc theo sóng trục lãng mà bay xuống, trong bụng đã là uống no nước. Thời gian dần trôi qua đã bị đẩy đến chỗ dòng nước nhẹ. Nhoáng một cái, liền đã bị một đầu sóng đẩy hướng lên bên bờ. Trong tay vẫn là nắm thật chặt cái bao phục kia. Mấy con khổng tước đi tới phảng phất bị giật nảy cả mình, nhưng là chỉ thấy hắn không nhúc nhích. Thế là liền ỉ vào lá gan chậm rãi đi tới, liền muốn thăm dò, dùng móng vuốt dẫm lên bụng hắn mấy cái. Lần này dẫm mạnh, giật chân vậy mà ngụm ngụm sặc ra rất nhiều nước ở trong bụng. Một đám khổng tước bị dọa sợ vội vàng tung mình ra xa, nhưng là một lát sau vẫn thấy hắn bất động, thế là lại tụ họp nhau đi tới, lại bắt đầu thì nhau dẫm lên cái bụng của hắn. Lần này cũng lại khiến cho giật trần phun ra rất nhiều nước. Thấy cái đầu khẽ động, đám khổng tước lại lập tức chạy đi. Thế nhưng hắn vẫn không có cử động gì thêm. Kỳ thật giật trần đã sớm là hôn mê bất tỉnh, cũng chẳng còn hay biết được điều gì nữa. Đám khổng tước thấy thế lại tiếp tục lớn gan:
Cứ thế một đám xông tới, ngươi mổ một chút, ta rỉa một chút. Không biết trải qua bao lâu, sáng tỏ vừa tối, tối rồi lại sáng. Giật chân chỉ cảm thấy trên cánh tay và mặt từng đợt nhói nhói. Từ từ mở mắt ra thì đã thấy một đám chim khổng tước mỹ lệ. Chỉ có điều vậy mà chúng đang đua nhau mổ lên người mình. Liền vội vàng đứng lên rồi quát: đi đi, mau cút đi. Đám khổng tước thấy vật này vậy mà cử động, lập tức tứ tán chạy trốn. Có con hướng lên trên cầu bay đi, có con lại còn té ngửa ra ngoài. Giật Trần cũng khẽ ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu và hiện tại đang là khi nào. Chỉ là hai chân như muốn nhũn ra, dáng vẻ lung lay như sắp đổ. Đợi đầu óc hơi thanh tỉnh được một chút, khẽ lầy một cái lại là khẽ cong chân, phun ra chút nước. Hắn tự nhủ: hắc hắc, đại nạn không chết, tất là có hậu phúc. Vừa mới muốn bói một quẻ, lại vuốt vuốt cái bụng, cảm thấy rất là vô cùng đói khát. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được bên bờ sông hô to một tiếng: sư đệ! Dọa cho Giật Trần kém chút ngã nhào trên đất. Lập tức cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, bốn phía lục soát xem có chỗ nào có thể ẩn nấp. Lập tức lăn lộn tiến vào trong động của đám khổng tước, thận trọng núp ở bên trong, tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài động. Mà cái đám khổng tước kia vậy mà cũng đều từng con chạy vội vào trong hang. Dáng vẻ của bọn chúng dường như rất là thất kinh, từng con cứ thế chèn nhau mà chui vào trong động. Giật Trần nghĩ thầm: chẳng lẽ bọn chúng muốn đuổi ta ra ngoài hay sao? Lập tức cũng là không dám thở mạnh. Vẫn là còn tốt, đám khổng tước dường như cũng không có ý muốn đem hắn đẩy ra bên ngoài, vừa vặn đem hắn đẩy lùi vào bên trong. Thì ra cái bọn khổng tước này trước đó tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị cái tên quái nhân kia tàn sát rất là dã man, cho nên cũng là sợ đến muốn chết, từng con đều trốn chạy vào trong động. Thế nhưng là Giật Trần lại ngăn ở bên trong, bọn chúng muốn chui vào cũng đã là chui không lọt. Tâm lý có lẽ cũng muốn chửi mắng Giật Trần, nhưng lại không thể nào mà làm được như con người. Giật Trần đương nhiên làm sao mà có thể hiểu được, hắn sợ cái bọn chim chóc này lập tức sẽ bay lao ra ngoài, sẽ làm bại lộ cái chỗ ẩn nấp của mình. Thế là trong lòng không ngừng cầu nguyện: khổng tước ơi, khổng tước ngoan, các ngươi tuyệt đối đừng có chạy ra bên ngoài, tuyệt đối đừng. Chuyện này mà đi qua, ta sẽ trở lại hoàng cung, nhất định sẽ quay lại đây đóng cho các ngươi một tòa cung điện thật là mỹ lệ, lại còn ra phòng chức tước cho các ngươi nữa. Hắn làm sao mà biết cái đám khổng tước này so với hắn còn muốn sợ hơn gấp mấy lần, còn sợ hắn lập tức từ trong động chui ra ngoài đánh động. Từng con một đều là vô cùng run sợ. Mà Nam Hải Ngạc Thần lại sờ lấy cái đầu to nói thầm: mẹ nhà hắn, chẳng lẽ lão tử con mắt mù rồi sao? Rõ ràng nhìn thấy một cái bóng trắng. Hừ, nhất định là sai rồi, tiểu tử hắn làm sao mà còn được lớn mạng như thế được chứ. Vẫn là nhanh chóng đi về hướng bắc mà thôi, đến Trung Nguyên, hắc hắc. Hắn vừa lầm bầm lầu bầu, lại vọt người lên trên cầu treo bằng dây cáp, rồi phóng đi nhanh như một cơn gió lốc. Thì ra hắn ở tại ven bờ tìm kiếm một ngày một đêm, một mực tìm tới nơi đây. May mắn Giật Trần tránh kịp thời, bằng không mà nói đúng là không dám tưởng tượng. Nam Hải Ngạc Thần đã sớm biến mất bóng dáng, thế nhưng ở ngay cửa động, bầy khổng tước vẫn không dám cử động một chút nào. Giật Trần từ bên trong đẩy một chút, vậy mà không thấy nhúc nhích. Mấy con khổng tước ở bên ngoài vậy mà lại tiếp tục lấn thêm vào bên trong mấy bước, đem Giật Trần tiếp tục đẩy dạt về phía sau. Giật Trần đành phải thuận thế hướng lui về phía sau một ít. À, bỗng nhiên hắn hét lên một tiếng: lại còn có một không gian lớn đến như vậy. Vừa rồi ta chỉ lo khẩn trương không có phát giác, thế là hướng về sau ngã lùi hai bước. Ồ, cái động này thật là lớn, hắn vừa lẩm bẩm, phảng phất dường như sau lưng có một cái thông đạo. Lại hướng lui về phía sau hai bước, hắn tiếp tục à lên một tiếng. Lần này Giật Trần không khỏi nghẹn ngào, nơi đây lại còn có cả bậc thang. Lặng lặng quan sát thật kỹ càng, rất rõ ràng đây cũng không phải là do thiên nhiên tạo ra. Trong lòng của hắn bất giác run lên. Thôi, cứ đến đâu thì hay đến đó, dứt khoát liền đi tìm hiểu ngọn ngành. Thế là hắn liền xoay người xuôi theo thềm đá, từng bậc đi xuống. Bậc thang dường như vĩnh vô chi cảnh. Giật Trần càng chạy càng cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không biết là sẽ hướng tới nơi nào.
chỉ là cảm thấy đại khái đi được ước chừng 200 bậc, vẫn là hướng về phía dưới. Lúc này đã là nghe không được tiếng sóng của dòng sông Lan Thương nữa rồi. Cứ thế đi tới, thân thể cũng đã có thể đứng thẳng lên. Vừa nói vừa chuyển mấy khúc quẹo, càng hướng xuống phía dưới. Không những không có đen tối, ngược lại còn đã có chút ánh sáng phát ra. Đột nhiên hắn cảm thấy mặt đất lập tức bằng phẳng, dường như đã đặt mình vào cùng một không gian trống rất lớn. Hắn lại đưa con mắt nhìn về phía có ánh sáng lớn nhất, lần này cũng không khỏi a lên một tiếng. Ngay ở phía trước hắn đã đứng sừng sững một người, một thân trắng loãng như ngọc, óng ánh sáng long lanh. Chính là nữ nhi, lại toàn thân không có lấy vật gì, chẳng hề có một chút y phục nào che lấp. Hơn nữa còn vung trường kiếm trên tay, ánh mắt lưu động. Giật Trần vừa trông thấy lập tức quỳ xuống, mẫu hậu vạn an. Thế nhưng là liền tưởng tượng có chút không đúng. Cái này là ngọc tượng. Chẳng lẽ là phụ hoàng năm đó đã nói đến lang hoàn phúc địa? Nhất định là, đúng rồi, đó chính là cái bức tượng này đây. Hắn đứng dậy cầm xuống bao phục, cởi xuống áo ngoài phủ lên cho ngọc tượng. Thật xin lỗi, ta đây không phải cố ý, vốn là phải có y phục. Có lẽ chính là đã trải qua thời gian lâu dài nên đã bị rơi ra. Lập tức cũng lại không dám nhìn thẳng vào nữa. Năm xưa phụ hoàng đã nói đây chính là muội muội của bà ngoại, tức là bậc trưởng bối của mình. Lập tức vừa cất bước muốn đi thì ui ra, lập tức hắn lại từ trên bậc thang lăn xuống một vòng. Vốn là lúc ban đầu hắn đã bị sặc nước một ngày một đêm, mà lại bị Nam Hải Ngạc Thần kia truy cùng đuổi tận, đã mệt mỏi đến mức muốn chết. Hắn còn bị dọa đến mức đã sớm toàn thân bất lực, còn nữa một chút gì cũng chưa được ăn. Bây giờ lại ngã nhào một vòng, tình cảnh rất là nghiêm trọng, lại không có cách nào đứng dậy, lập tức đau đến độ hồn mê bất tỉnh ngất đi. Lại không biết trải qua bao lâu hắn trằn trọc tỉnh lại, chẳng qua là cảm thấy hai chân, chỗ đầu gối đau nhức dữ dội. Tiếp theo là trong bụng sôi réo, đói đến muốn chết, còn ung ục kêu vang lên. Nhưng nhớ tới dưới chân lại không thể động đậy chút nào, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Phụ hoàng nói ta phúc lớn mạng lớn, quả nhiên đã trốn khỏi sự truy sát của lão quái đầu kia. Thế nhưng lại không ngờ rằng vậy mà sẽ lại chết cô độc trong cái chỗ này không ai biết. Nói xong hắn lại nhìn trộm sang ngọc tượng trắng noãn kia. Chẳng lẽ mình phải chết ở ngay trước mặt ngọc tượng này? Mấy ngày sau sẽ biến thành một đống thối thịt thối rữa. Chẳng phải là đường đột giai nhân tiếp qua mấy năm sẽ biến thành một đống bạch cốt, ngay cả cái tên cũng không thể để lại. Lúc ấy thì còn ai biết người là ai nữa đây? Nghĩ đi nghĩ lại, con mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Trước mắt ngọc tượng vậy mà đã biến thành hắc y thiếu nữ mà hôm đó hắn đã gặp phải ở trên đường. Phảng phất còn đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Hắn vừa muốn lên tiếng chào hỏi thì thiếu nữ mặc áo đen kia lại rục ngựa mà đi. Khi ánh mắt của hắn dần dần trở nên rõ ràng, đã thấy ở trước mắt là ngọc tượng giai nhân. Hắn nhớ kỹ hoàng hậu từng nói qua, phụ hoàng đã từng gọi ngọc tượng này là thần tiên tỷ tỷ. Hắn đương nhiên liền không thể xưng hô như thế, chỉ có thể gọi là tiền bối. Cho nên trong miệng nói liên miên lại nhải: tiền bối, mỹ nữ ngọc tượng tiền bối tha thứ cho ván bối vô lễ. Dù thế nào chúng ta vẫn có thể coi là thân thích của nhau. Ngài có thể chỉ cho ván bối một con đường sáng được hay không? Hắn thật sự đã vô cùng tuyệt vọng. Trừ phi là có một vị thần tiên tỷ tỷ tới giúp ta, hoặc là tiếp tục như vậy nữa thêm một ngày hai ngày, không chết đói thì cũng phải chết khát mà thôi. Chẳng lẽ đoàn giật trần ta thực sự là phải muốn tòi mạng tại đây? Chuyện này đúng là bi ai. Chu công ơi chu công, tai bay vạ gió, thực sự là tai bay vạ gió đến rồi. Đáng tiếc phụ hoàng mẫu hậu di nương, đại ca cùng tiên nhi, vậy mà cũng không có ai biết ta đã chết ở chỗ này. Cũng không biết tiên nhi có thoát khỏi sự vây khốn của những người kia hay không. Nếu như có thể lại có trốn qua được kiếp nạn lần này thì ta nhất định sẽ học tập võ công cho thật giỏi. Nếu như thế thì trước đây ta đã cứu được tiền nhì, mà lại chỉ ít chính mình sẽ không phải rơi vào kết quả thê thảm như thế này. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của hắn bắt đầu có chút rối loạn. Nhớ tới khung cảnh huynh muội ba người cùng nhau đùa giỡn, lồng ngực của hắn dần dần nóng lên, hình tượng cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Về sau cảm giác thấy mắt nổi đom đóm, thiếu nữ mặc áo đen kia ở trước mắt lại bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Đại ca, phụ hoàng mẫu thân, tiền nhi, thật nhiều người thân cận đều mơ mơ hồ hồ chỉ là gặp được cái bóng.
Thời gian dần trôi qua, hắn cũng lại đã tiếp tục mất đi tri giác. Trong thoáng chốc lại không biết đã qua bao lâu, vậy mà hắn lại ung dung tỉnh lại. Vẫn còn chưa chết sao? Hay là ta đang ở địa ngục? Giật Trần lại nhìn một chút xung quanh, dường như hẳn là vẫn còn ở dương gian. Chẳng qua là cảm thấy phía sau có đồ vật thô ráp gì đó chống đỡ ở sau lưng, cảm thấy là vô cùng đau đớn. Thế là hắn liền đưa tay cầm nó ra. À, thì ra đó chính là bao phục của thiếu nữ mặc áo đen kia. Nó đang phình lên, không biết là bên trong chứa đựng cái gì. Hắn cảm thấy phía sau lưng rất là không thoải mái. Giật Trần hai tay nâng lên cái bao phục. Người sắp chết, vật còn dùng để làm gì? Đáng thương cho ta, đến trước khi chết cũng không thể gặp nàng được một lần. Không cách nào tự tay đem lấy bao phục trả lại cho nàng, rất là áy náy. Lúc này sắp về hoàng tuyền, liền nên mở ra nhìn một chút. Mặc dù không thể tự mình trả lại cho nàng, nhưng là trong lòng cũng sẽ bớt đi một phần nhớ nhung. Ta phải nhìn xem đến cùng trong này lại là thứ đồ vật gì đây. Hắn vừa nói một mình, vừa dùng một chút hơi tàn mở cái bao phục kia ra. À một tiếng, Giật Trần vậy mà lấy làm kinh hãi. Trong bao phục lại là hai cái quả dưa to như nắm tay, mang theo một đầu kim qua tiểu hoa văn. Quả nhiên là làm cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu. Nàng ta cầm theo hai cái quả dưa này để làm gì đây? Chẳng lẽ là trên đường dùng nó để giải khát hay sao? Không thể nào. Thế nhưng là chắc chắn là có nguyên nhân. Đúng vào lúc này cái bụng của hắn lại kêu lên rột rột. Hắn sờ soạng xuống cái bụng của mình, lại liếc mắt nhìn qua quả dưa nhỏ liền nói: chà, đã đắc tội rồi. Chính là một quả dưa nhỏ cũng có thể giúp cho ta sống lâu thêm một ngày. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta ngày sau nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ đưa cho nàng 10 cái xe ngựa. Không đúng, là 100 xe ngựa đựng đầy trái dưa. Hôm nay là đoàn Giật Trần ta đã hoàn toàn rơi vào tình huống bất đắc dĩ, mới vô lễ động tới đồ vật này, còn xin tiểu vũ cô nương tha thứ. Nói xong hắn liền cầm lấy một quả dưa ném về phía tường nham thạch phía sau. Không biết là do hắn đói bụng mấy ngày không có khí lực, hay là cái quả dưa kia quá cứng, phải ném đến mấy lần nó mới vỡ ra. Chia ba non nửa về sau, hắn cầm lấy ăn vào như hổ đói, nhưng vẫn luôn cảm thấy còn đang thèm khát. Thế là lại phá tan một trái khác, tiếp tục một hơi ăn hết, vẫn là không cảm thấy no. Lúc này hắn dứt khoát dùng tay áo lau lau cái vỏ dưa, thậm chí ngay cả vỏ dưa cũng ăn hết, không còn thừa lại một chút nào. Xong xuôi hắn mới thở dài ra được một hơi. Chà, ta đây đường đường đại lý Tiêu Giao Vương, vậy mà lại rơi vào thảm cảnh phải gặm cả vỏ dưa. Quả nhiên đúng là không thể nào mà có thể chấp nhận được. Lúc này cảm thấy vẫn còn có chút đã no bụng, trong lòng cảm thấy hơi là vui vẻ. Thế nhưng đến đây hắn lại bắt đầu nghĩ. Lúc này thì có dưa hấu để ăn, thế nhưng là ngày mai thì sao? Ngày kia thì thế nào? Lúc ấy mình phải làm như thế nào đây? Vẫn là không có dưa hấu, mà đôi chân lại không thể động, còn không phải sẽ chết ư? Cũng là một chuyện sớm hay muộn mà thôi, còn không bằng không có dưa hấu để ăn. Ta đã chà đạp đồ vật của tiểu vũ cô nương. Sắc trời lại theo thời gian dần trôi qua tại tối dần. May mắn Giật Trần thiên tính lạc quan, muốn nghĩ thiềm thiếp một hồi. Thế nhưng bất luận là hắn làm như thế nào cũng ngủ không được. Chừng to đôi mắt nằm ở ngay phía trước ngọc tượng, mặc dù bộ dáng là có chút không cung kính, thế nhưng bây giờ hắn biết phải làm như thế nào đây. Đại khái là trôi qua thêm tầm khoảng 3-4 canh giờ, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể dường như đang phát chướng, đầu não đau đến muốn nứt. Thoáng nhìn trước mắt mình, quần áo trên người ngọc tượng mà trước đó mình đã choàng lên, không biết là do cài vào không tốt hay là vì nguyên nhân gì mà đã trượt xuống nằm trên mặt đất. Tất nhiên là hắn cũng không rảnh bận tâm, trong người cảm thấy như bị hỏa thiêu. Phảng phất như trong lòng có ngàn vạn đầu tiểu trùng muốn từ trong thân thể của hắn cắn xé mà chui ra ngoài. Đau khổ khó nhịn vô cùng, khổ sở nhưng không cách nào động đậy. Hắn liền cảm thấy đây chính là một điều hiển nhiên. Đây chẳng lẽ là dấu hiệu trước khi chết? Xem ra đại nạn sắp tới, cái mạng của ta cũng chỉ đến được đây mà thôi. Lúc này cũng không quản được là cung kính hay không cung kính, cho dù chết vẫn còn có thể hầu cận ở bên người tiền bối. Trong thoáng chốc lại thấy cái bóng của thiếu nữ mặc áo đen kia bỗng nhiên lại biến thành ngọc tượng.
lờ đãng ánh mắt hướng về phía dưới, lại thấy Ngọc Tượng thân thể đẫy đà như chân thân. Lúc này áo rách quần manh, hai đôi nhũ hoa nổi lên. Chỉ nhìn đến đây, Giật Trần đã cảm thấy đỏ mặt nóng tai. Lập tức hắn đưa tay lên tự tát vào mình một cái thật mạnh. Thật vô sỉ, lại dám có suy nghĩ đồi trụy với tiền bối. Thế nhưng là ngay khi hắn muốn quay đầu, lại thấy ở giữa cặp nhũ hoa dường như là có chữ viết. Thế là hắn mang theo lòng hiếu kỳ, đánh bạo quay đầu nhìn lên. Quả nhiên ở giữa đồi nhũ hoa, ở dưới có thật nhiều chữ viết cực nhỏ. Giật Trần căng mắt mà xem, dù sao cũng chấp chết, ta nhìn một chút cũng chẳng làm sao cả. Chỉ thấy từ dưới ngực trái có viết: ta xem thiên hạ mọi loại võ công, thôi chi sùng giả, duy đại lý, lục mạch thần kiếm, cái bang hàng long thập bát trưởng, thiếu lâm dịch cần kinh. Ba loại võ học này ở trong mắt ta, thực cũng không đáng để đứng ở thứ nhất. Giật Trần khẽ giật mình, khẩu khí này thật lớn. Hắn mặc dù không hiểu được võ công, thế nhưng là đại lý dù sao cũng là võ lâm thế gia, cả ngày tài hùn mắt nhiễm, không lúc nào không cùng với quần nhân trò chuyện. Cho nên cũng được biết rằng ba loại võ công này chính là thiên hạ tam đại tuyệt tích. Đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm là xếp hạng thứ nhất, tất nhiên là kiêu ngạo vô cùng. Thế nhưng lại ở đây lại viết là không đáng để nhắc tới. Thế là hắn lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Nam Minh thần công, trang tử Tiêu Tào Tiêu Giao Du có nói: ở tận cùng phía bắc có người Minh Hải, đó là Nam Minh. Nam Minh lại rộng đến mấy ngàn dặm, cho nên thủy chi tích cũng không dày, nên nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước trên chỗ trũng thì giới vì chi vi thuyền, lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn, góp gió thành bão, lý lẽ quá thay. Chính là Nam Minh thần công, lấy kiên cố bên trong làm gốc, chiều số vì mạt. Học thần công của ta cần phải tinh thông cửu cung bát quái, ngũ hành thuật số, đa tập dịch lý. Nếu không một khi công lực xâm nhập thì hậu quả đáng lo, cần phải vô cùng cẩn trọng. Nam Minh thần công dễ lấy hơi chi công, lúc này lấy nội lực hùng hậu để làm cơ sở. Nếu nội lực mà không đủ, ngàn vạn lần không nên tu luyện. Nếu không công lực tự phế, kẻ nặng thì huyết mạch vỡ toang mà chết. Nam Minh thần công này có trên dưới hai đại pháp môn: trái tiến phải ra, phải tiến trái ra, dĩ bị chi cực, già dĩ thù thụ. Lại lấy bài sơn đào hải chi thế nghiêng ra, như biển rót giang hà, thế không thể đỡ. Thứ nhất, từ đan điền đi lên, từ khí hải trải qua trung tâm linh đài, thân trụ mà phân ra tả hữu, đến kinh mạch các nơi tay trái tay phải, cuối cùng xuôi theo song trưởng mà ra. Thứ hai, khiến từ linh đài đi lên cho tới huyền su yêu du, đuổi đến trương cường mà chi phối phần chân, trải qua tả hữu mà đi qua khỏi bàn chân hai đại kinh lạc. Thần công đại thành về sau, thân thể tóc ra, bất kỳ một chỗ nào sờ chúng thì nội lực bên trong người đối thủ lập tức chút xuống cho bản thân. Trải qua Nam Minh chân khí, tính cả tự thân công lực bộc phát ra, thế gian đương thế lại có người nào có thể địch nổi. Giật Trần thuở nhỏ đọc thuộc lòng bách gia sách thuốc, tự nhiên là đọc qua không ít, cho nên rất nhiều kinh mạch cũng là nhất thanh nhị sở. Hai đại pháp môn mạch đường đều là đem đan điền chi khí bên ngoài chấn trụ. Dạng này chẳng lẽ không phải sẽ khiến nội lực mất hết? Phàm là người luyện võ chỉ sợ không người nào dám thử một lần như thế. Như mình tán công quả nhiên là không thể coi thường. Thế nhưng phàm là người nào đã học qua võ công mà thấy được công phu cao thâm như thế này thì làm sao có thể tùy tiện mà bỏ qua cho được? Sẽ không. Giật Trần không tự chủ được dọc theo hai đại pháp môn mà suy tư, chỉ là cảm thấy một đạo nội đức to lớn ngò ngoe muốn động, trong lòng đem nó thuận thế cùng sự chỉ dẫn kia tương thông, từng cái mà qua, dần dần thông đến bàn tay. Trong cơ thể như nhược hạo hãn đại, gấp gáp như muốn lao nhanh mà ra, tay phải nhịn không được, hướng về thềm đá phía sau lưng khẽ vỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng lập tức xuất hiện cái hố to đến mấy trượng, mấy cái bậc thang cũng đã suýt trở thành vụn nát. Sự việc này khiến cho hắn kinh hãi suýt nữa ngã vào trong hầm, đem thân thể lê lết rời đi. Trong lúc bất chi bất giác, dường như thân thể đã có thể cử động. Cái gì, làm sao lại như thế được? Nhất định là ảo giác.
thế nhưng là trong chân thể lại bình thản thật nhiều. Ngay lúc này hắn cũng rốt cuộc không dám thử, chẳng qua là cảm thấy toàn thân nóng lên hừng hực, muốn phun ra ngoài cái gì đó. Đột nhiên lồng ngực nóng lên, oà oà một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức Giật Trần lại ngất đi. Lần này không biết lại là bất tỉnh bao lâu mới từ từ mà mở mắt. Hắn dường đôi mắt nhìn lên ngọc tượng kia, lại nhìn một chút sau lưng hố to. Ta vẫn còn chưa chết. Thế nhưng là vào lúc này vậy mà cảm thấy trên thân tràn đầy khí lực. Hắn lẩm bẩm: Phụ hoàng đã nói qua, Bắc Minh thần công cướp đi công lực của người khác đã là không thể chấp nhận được. Xem ra Nam Minh thần công này càng uy lực hơn nữa. Chỉ xem xét tựa như chúng ta Tiêu Gia phái cơ hồ lại chính là tà phái đó ư. Vừa nghĩ hắn lại hướng đến ngọc tượng mà nói: Thật xin lỗi tiền bối, tại hạ, tại hạ không phải nói ngài, chỉ là... Giật Trần lại tiếp tục nhảy qua bên kia nhìn xuống. Tiêu Giao Du, thứ này là khinh công cao thâm nhất của bản phái, nếu như công lực đạt tới thì dẫu trên trời dưới đất, cưỡi gió đạp mây, không chỗ nào bất lợi. Đơn giản là tựa như tiền nhân chân chính đạt đến tiêu giao, sau đó là một mảnh dấu chân lại ghi rõ quỳ muội khôn vô vọng, còn rất nhiều các loại bộ pháp chỉ rõ, mà những loại bộ pháp này chính là sử dụng khi gặp phải kẻ địch ngoan cố. Giật Trần nhìn kỹ liền a lên một tiếng, bởi vì nó cùng với Lăng Ba Vi Bộ rất là tương tự. Nhưng Lăng Ba Vi Bộ vốn chính là bộ vị không thể tưởng tượng, công phu tiêu giao du này coi ra là thật tiêu giao vô cùng, vậy mà từng bước đoạt tại Lăng Ba Vi Bộ trước đó rất là mê hoặc. Giật Trần tiếp tục hướng xuống phía dưới mà nhìn. Nếu như công lực thâm hậu có thể đem thân thể sách ở không trung, thải khí vi ỉ trên không trung đạp phương vị này, coi là thật như giá xương đằng vân. Lại có lời chú, người luyện phương pháp này tất yếu phải có nội lực cực kỳ cao thâm, nếu không sẽ gia hại đến thân người. Giật Trần nhìn vào liền cười một tiếng: Đằng vân dã vũ, tiền bối đúng thật là biết nói đùa. Người người đều là nhục thân, người sống đến trăm năm đã tính là cổ lai hy, không thể có trong vòng trăm năm nội lực, huống hồ. Mặc dù là nói như thế, nhưng bộ pháp kia trong lòng thoáng qua một cái đã nhớ được kỹ càng. Thua thiệt là Giật Trần lúc này vẫn như cũ cười ra tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy quá mót, phải làm sao mới ổn đây. Nói cái gì cũng không thể ở ngay trước mặt tiền bối mà làm ra cái chuyện vô sỉ như vậy. Huống chi hắn cực lực chịu đựng, rốt cục cũng đã nhịn không được nữa. Không được! Giật Trần gầm lên một tiếng giận dữ, cả gian phòng đều vang lên âm thanh. Lập tức vậy mà nhảy dựng, khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn cảm thấy như mình vừa va đụng phải mấy thứ gì đó, vẫn còn không kịp quay đầu. Hắn vội vàng chạy đến chỗ hẻo lánh bên cạnh, thuận tiện đã xong liền đi đến tượng đá. Vừa định nói chuyện thì đột nhiên nhìn xuống cái chân mình. Oa, chân của ta đã có thể cử động, ta đã có thể động, tạ ơn trời đất. Hắn vừa muốn quỳ xuống thì lại phát hiện cái ngọc tượng kia vậy mà đã biến mất không còn thấy nữa. Điều này khiến Giật Trần càng thêm nghi hoặc. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi mình phóng người lên, dùng thân thể đụng nát mấy món sự vật. Chẳng lẽ không thể nào? Hắn cẳng mắt nhìn xem đầy đất ngọc vỡ trắng noãn, lập tức tê liệt ngã nhào xuống trên đất. Không, không thể nào. Hết hồi thứ 12.